miền Nam thì có hoa mai gặp nhau thì phải có 1-2 lời chào. Thì nhóm em là nhóm 2, lớp 11, A11. Và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về thiền viện Trúc Lâm ở Hậu Giang. Sau đây mời thầy và mọi người cùng nhóm em đi tham quan một vòng thiền viện Trúc Lâm. Địa chỉ của Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang tọa lạc tại ngã ba Vĩnh Tường, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Thiền viện Trúc Lâm ở Hậu Giang không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của các tăng ni, Phật tử, mà đây còn là công trình đồ sộ với kiến trúc độc đáo. Chờ gì ở Hậu Giang, Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang là điểm đến tâm linh với lối kiến trúc uy nghiêm cổ kính. Nguồn gốc Thiền viện Trúc Lâm ở Hậu Giang, Thiền viện mới được khánh thành vào năm 2018. Sau hơn 3 năm thi công, 16 hạng mục của thiền viện được xây dựng trên diện tích rộng hơn 4 hectare đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần tạo nên quần thể men đậm kiến trúc văn hóa tâm linh. Vậy thiền viện Trúc Lâm có gì? Khung cảnh thiền viện Trúc Lâm đông đúc người đến thăm viếng và có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của văn hóa Phật giáo, kết nối các di tích lịch sử văn hóa truyền thống của địa phương và là điểm nhấn của du lịch văn hóa tâm linh mảnh đất Hậu Giang hiền hòa. Thiền viện là nơi tu hành, sinh hoạt tôn giáo hơn 250 chức sắc tăng ni, là nơi sinh hoạt chính của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang. Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử Hậu Giang, khung cảnh cổ kính nơi đây khi chụp ảnh không khác gì nhiều với khung cảnh cung đình thời xưa. Cổng tam quan thiền viện Trúc Lâm nhìn từ xa, dáng vóc của ngôi thiền viện xây dựng với kiến trúc mỹ thuật Phật giáo thời Lý Trần trên diện tích là 40.000 m², bao gồm các hạng mục chánh điện, nhà tổ, lầu chuông, lầu trống, cổng tam quan, nhà nghỉ chân, tôn tượng, Quan Âm Lộ Thiên, miếu thờ mẹ Âu Cơ, diễn đường, chai đường, nhà chủ trì, nhà khách, thư viện, tăng xá, ni xá và các địa điểm khác. Thiền viện Trúc Lâm ở Hậu Giang không chỉ có kiến trúc độc đáo mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống của văn hóa Phật giáo, kết nối các di tích lịch sử văn hóa truyền thống của địa phương. Sau đây là đôi nét về Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang. Chính điện ta thấy một không gian thật là yên ắng và thanh bình, làm cho tâm hồn ta thật là nhẹ nhõm. Trước tiên thì ta sẽ thấy là tượng Phật A Di Đà. Đối với tín ngưỡng tôn giáo của người dân Việt Nam và tín ngưỡng của người dân ở Hậu Giang với niềm tin vô cùng sâu sắc vào Phật giáo. Là một vị thần hộ pháp bảo vệ ngôi chùa và giúp duy trì sự thanh tịnh trang nghiêm của nơi thờ tự. Ngài đảm bảo mọi hoạt động của chùa chiền
từ việc tụng kinh đến các lễ nghi đều diễn ra suôn sẻ, không bị quấy rối hay xâm phạm bởi những yếu tố tiêu cực. Đức Thánh Hiền đại diện cho các vị thánh trong Phật giáo, ông có công lớn nhất trong việc kết tập lại kinh sách, nên ông được xem là vị thánh tổ tiếp tục truyền bá phát triển Phật giáo. Ông đem lại sự thanh thản, bình yên cho người dân nơi đây. Đồng thời, tượng cũng nhấn mạnh sự chân thành và tôn trọng đối với giá trị tâm linh. Bước vào chính điện, phía bên tay phải có tượng Phật Bồ Tát Quan Thù, là biểu tượng của trí tuệ và sự giác ngộ trong Phật giáo. Ngài được tưởng tượng với dáng vẻ trẻ trung ngồi trên linh thú của Ngài. Cũng có tượng ngồi trên chiếc bồ đề làm từ hoa sen, một biểu tượng của sự trong sáng và tinh khiết. Tiếp theo trong phương quy của chính điện, ta sẽ thấy tượng Bồ Tát Võ Hiền. Vị Bồ Tát Võ Hiền là một trong những vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Đại Thừa. Ngài đại diện cho lý, định và hạnh, nắm giữ lý đức, định đức và hạnh đức của chư Phật. Bồ Tát Võ Hiền thường được miêu tả là cỡ voi trắng sáu ngà, biểu tượng của trí huệ và vượt qua mọi chướng ngại. Dạ, em chào hai cô ạ. Hai cô có phải người dân này? Dạ. Dạ, cho con xin hỏi một câu là tại sao cô lại chọn Thiền viện Trúc Lâm dị thử này để viếng thăm ạ? Tại thích. Tại thích đi. Dạ, cảm ơn hai cô. Xin chào các bạn ơi. Vô đây. Sau khi tham quan và khám phá Thiền viện Trúc Lâm, nhóm chúng em đã đúc kết được những tư liệu và đây cũng là một nơi để phát triển ngành du lịch tại Hậu Giang. Sau khi khám phá thì chúng em mong rằng các vị khách phương xa nếu có dừng chân ghé lại thì hãy đến với Thiền viện Trúc Lâm, Thiền phái Trúc Lâm của Yên Tử để mà tận hưởng không khí yên bình tại nơi đây. Sau một hôm ghi hình thì chúng em được các cô, các sư hỗ trợ và chúng em cảm thấy rất vui vẻ trong ngày hôm nay.